Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Các bạn thân mến, thì ở cái video này thì chúng ta sẽ cùng nhau làm cái nhiệm vụ AirDrop này để chúng ta cùng nhau ăn chia 300.000 cái token MTD. Sẽ có 1.000 ví nhận ngẫu nhiên cái số cái token MTD này. Thì đây là một cái dự án có tên là Metadog. Thì cái AirDrop này thì nó sẽ kết thúc vào ngày 16 tháng 4 nhé, và nó sẽ trả về ví cho chúng ta sau cái sự kiện IDO, tức là sau cái đợt bán trước nhé các bạn. Ok, thì xin mời các bạn hãy cùng mình kéo lên để chúng ta cùng nhau làm cái nhiệm vụ AirDrop này nhé. Nếu như bạn lần đầu tiên bạn làm đăng nhập và chúng ta làm cái kèo AirDrop kiểu như thế này ấy, thì các bạn phải đăng nhập bằng tài khoản Gmail hoặc là Facebook, Twitter. Chúng ta sẽ gọi là có thể chọn các cái tài khoản ở đây để chúng ta làm cái nhiệm vụ, chúng ta đăng nhập thì chúng ta làm nhiệm vụ nhé. Thì các bạn như mình thì mình chọn tài khoản Gmail để mình đăng nhập và mình làm nhiệm vụ. Các bạn có thể chọn tài khoản bất kỳ. Rồi, như này là đã đăng nhập thành công nhé. Thì chúng ta sẽ cùng nhau làm từng cái nhiệm vụ một. Đầu tiên thì chúng ta sẽ điền cái địa chỉ ví. Các bạn bấm vào đây. Rồi, các bạn bấm follow cho mình. Các bạn bấm follow. Rồi, ở cái bài kim này thì các bạn bấm tim, bấm mũi tên đảo chiều giúp mình. Rồi, các bạn quay trở lại. Các bạn bách mũi tên này. Các bạn bấm continue. Tiếp theo chúng ta đến với cái nhiệm vụ thứ hai. Nhiệm vụ thứ hai là khi mà mình làm nhiệm vụ thứ nhất là mình đã điền rồi. Rồi tiếp theo các bạn join vào nhóm Discord. Các bạn kích vào đây. Tiếp theo chúng ta kích vào đây. Các bạn bấm chấp nhận tham gia. Ở chỗ mình cái mạng của nó đang bị chậm cho nên là nó sẽ load lâu hơn một chút nhé các bạn. Rồi các bạn bấm chấp nhận lời mời một lần nữa nhé. Rồi như vậy là chúng ta đã tham gia thành công. Thì các bạn quay trở lại cái trang nhiệm vụ. Các bạn back lại. Các bạn bấm vào continue cho mình. Tiếp theo chúng ta sẽ join vào nhóm Telegram. Rồi các bạn bấm join cho mình. Các bạn quay trở lại, các bạn join tiếp. Các bạn bấm con đi. Chúng ta sẽ join vào nhóm Telegram tiếp theo. Đây là nhóm Telegram Group. Các bạn bấm join giúp mình. Mình sẽ comment vào đây nhé. Rồi mình sẽ hỏi con chắc xem là đã có chưa nhé. Như vậy là không có, chưa có con chắc nhé. Khi nào mà có mã hợp đồng thì mình sẽ cung cấp với chia sẻ với các bạn ở cái video lần sau. Rồi các bạn quay trở lại bot. Các bạn bấm continue. Rồi tiếp theo ở đây chúng ta còn một cái nhiệm vụ, đó là chúng ta sẽ đăng ký kênh YouTube. Các bạn nhấn đăng ký cho mình. Rồi các bạn quay trở lại. Nhiệm vụ cuối cùng đó là chúng ta sẽ copy cái link này, chúng ta chia sẻ cho bạn bè. Thì cái nhiệm vụ này, những cái nhiệm vụ mà nhận ngẫu nhiên và ăn chia thì nó đều yêu cầu chúng ta phải có tuyển Z nhé. Cho nên là các bạn lưu ý trước khi làm những cái nhiệm vụ như thế này. Những cái nhiệm vụ như này thì cái cơ hội trúng rất là ít, nhưng mà khi mà các bạn trúng thì gần như là các bạn những cái token này các bạn có thể bán được ngay, nó không như những cái token ăn chắc đó. Cho nên là các bạn hãy cân nhắc lưu ý cho mình những cái kèo này. Rồi ở cái kèo này thì mình các bạn lưu ý cho mình nữa là khi mà các bạn tham gia thì nó sẽ có cái phần mà chúng ta điền cái địa chỉ ví đấy. Các bạn lấy cái địa chỉ ví BSC BF20 nhé. Các bạn có thể lấy trên cái ví chút Metamask thì các bạn điền nó vào nhé. Lúc ở đầu video thì mình quên, mình chưa không quay ghi lại cái hình cái đoạn đó, thì các bạn mong mình thông cảm cho mình. Rồi, ok, thì cái video chia sẻ cái kèo ăn chia cái đồng token từ cái dự án này đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình.